Xin chào mọi người ạ. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905 958889. Mình xin nhắc lại ạ. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn là 0905 958889. Hôm nay thì mình có một sản phẩm rất là đặc biệt. Một sản phẩm mà nó mà người Việt Nam, anh em biker Việt Nam mình chơi xe gọi là huyền thoại đấy. Đó chính là chiếc Honda CB400 Revo. Bản này là bản bâu đo nhé. Bản bâu đo thì tiếng Việt thì gọi là đầu lân đấy. Bản đầu lân đấy. Đây này. Chiếc này thì là đời 2013 và mang biển kiểm soát Hà Nội. Đây ạ. 29A125467. Xe là xe thanh lý hải quan và sang tên toàn quốc nha anh em nhé. Thanh lý hải quan sang tên toàn quốc. Đó. Hồ sơ dễ dàng, mọi thứ đều dễ dàng. Và nói về cái điều đặc biệt của chiếc CB400 Bodo này, đó chính là cái đầu lân của nó. Nó có rất là đặc biệt so với cả các cái bản đầu tròn khác. Thì con xe đầu lân này nó về Việt Nam không nhiều như các cái con đầu tròn. Đấy. Thế thì nếu như anh em nào mà thực sự thích những cái con xe như ngày xưa gọi là VTF 250 ngày xưa mà máy V ấy, thì nó có cái đầu lân giống hệt như cái đầu con Bodo này. Đấy. Và cái bản đầu lân ấy, thì nó đắt hơn so với cái bản đầu tròn khoảng độ hơn 1.000 đô khi mà mua mới các bạn nhé. Nó rơi vào nó đắt hơn khoảng 1.600 đô so với cả mua mới, giá mua mới. Trong cái thời điểm năm 2012-2013 đấy ạ. Và bản này thì là bản không có ABS, hai bên kia nhưng không có ABS. Bản đầu lân nó có cái bản ABS nữa thì nó đắt hơn so với bản không ABS này thêm 2.000 đô nữa. Đấy. Và bản đầu lân thì cũng ở Việt Nam nó không có nhiều xe. Và nhất là xe như cái xe hải quan chính ngạch hoặc là xe thanh lý hải quan như thế này để sang tên toàn quốc như thế này thì hoàn toàn rất là hiếm trên thị trường luôn. Đấy. Và như các bạn đã biết rồi ấy, thì CB400 Revo thì nó đã được khẳng định là về chất lượng rồi. Từ chất lượng máy móc cho đến khung thân cho đến là sơn xịn thì mọi thứ nó quá bền bỉ. Tức là nó nổi đồng với đá, nó giống như một cái chiếc xe 81 Honda 81 50 ấy, kim vàng giòn lệ. Không biết hỏng là gì, không bao giờ biết hỏng. Chi phí bảo dưỡng sửa chữa thì nó cũng vừa phải, không quá đắt đỏ. Và nó cũng không đòi hỏi những cái bảo dưỡng theo như gọi là cao cấp hay gì đó, mà rất là bình thường, tất cả các cái thợ bình thường tay nghề vừa phải là cũng có thể bảo dưỡng được xe rồi. Điểm đặc biệt của chiếc Honda CB400 thì ai cũng biết rồi, đó chính là cái cục máy của nó 399cc. Máy VTEC thì là gì? Máy VTEC là khi mà các bạn cho xe hoạt động ở cái giải vòng tua từ 1.000 cho đến 6.500, 6.800 vòng một phút ý, thì nó chỉ mở bình thường nó chỉ mở 8 van thôi. Đấy. Thế nhưng mà nếu như mà qua với cả cái 6.500 hoặc 6.800 vòng phút thì nó sẽ mở full 16 van, thì tức là VTEC đã mở. Lúc đấy bấm ga nó sẽ mở rộng ra rất nhiều và nó ăn gấp đôi xăng so với bình thường đó. Thì lúc đó thì cái tiếng hú của nó là tiếng hú đặc trưng luôn. Và nó rất là phấn khích khi cho anh em nài ngồi xe trong cái thời điểm mà VTEC nó nổ. Rất là hay. Đấy. Thì khi mà các bạn chạy như nó như con này ấy, thì Revo 400cc, thế nhưng mà cái nó gọi là gì nhỉ? Cái mã lực của nó ấy, là nó 52 mã lực. Không phải là quá mạnh mẽ, không quá gắt gỏng để anh em chơi, nhưng mà nó đủ lực cho anh em trên tất cả các cung đường, từ đường nội đô, đường trường, đường gập ghềnh một chút cho đến kể cả những đường vùng cao, ôm cua cả gối đều có thể sử dụng con CB400 này được cả. Đấy. Thế thì xe CB400 thì có thể nói rằng là nó là con xe đi trên tất cả các mọi địa hình. Thế thì nó là tích hợp cho một con xe. Và người Việt Nam mình thì không phải ai cũng có thể có đủ kinh tế để mua cho mình mỗi chiếc xe để sử dụng cho một tính năng khác nhau. Thế cho nên là chiếc CB400 này nó là lựa chọn rất là hợp lý cho rất là nhiều anh em biker, người mới chơi hay là người đã chơi già dặn, rồi những người đã chơi thử chơi những con xe rất là lớn, rất khối, sau đó thì cũng quay về CB400 vì nó lành và nó dễ sử dụng. Cái ưu điểm của nó là như vậy, nhưng mà cái nhược điểm của nó sang Việt Nam ấy, thì nó
duy nhất một cái nhược điểm đó là cái giá thành về Việt Nam nó quá cao. Bởi vì xe CB400 chỉ sản xuất trên thị trường Nhật và xuất khẩu ra các nước, cho nên là nó rất là đắt. Ví dụ như bây giờ mà mua một chiếc CB400 mới cứng đời 2020-2021 trở lên chẳng hạn, là nó rơi vào khoảng 580 cho đến 590 triệu cho một chiếc, chưa kể chi phí đăng ký. Nếu mà đăng ký vào rồi nó gần 650 triệu đấy ạ. Và cái thời điểm con CB400 Revo bản đầu lân này nó ra, nó đăng ký vào năm 2013 thì con xe này nó có giá nó rơi vào khoảng 350 cho đến 380 triệu. Con số cũng là khá là khủng khiếp trong cái thời điểm đấy. Với cái thời điểm đấy thì cái đồng tiền Việt Nam nó có giá trị hơn so với đồng tiền hiện tại rất là nhiều. Đấy. Và đây anh em, mình giới thiệu cho anh em chiếc CB400 này. Hoàn toàn nguyên bản 100%, từ nước sơn cho đến máy móc khung thân, tất cả mọi thứ của nó đều nguyên zin 100%, nguyên bản 100%, và còn đẹp trên 95% nhé. Mình khẳng định với các bạn là đẹp trên 95%. Xe thì đã vừa mới được mình, thứ nhất là mình thay một đôi lốp mới. Đây, đôi lốp mới. Các bạn nhìn nhé, đấy. Đôi lốp Sportmart nhé. Đấy, các bạn nhìn rõ, trước 120, sau 108. Bởi vì tại làm sao, khi mà mình lấy chiếc xe này về thì cái lốp zin của nó còn đã rất là cũ rồi, nó nứt rất là nhiều, nó không đảm bảo cho cái tính năng vận hành trên đường. Thế cho nên là mình đã thay một đôi lốp mới, cũng như là má phanh, má phiếc cũng đã được kiểm tra đầy đủ. Dầu máy thì đương nhiên là xe thay mới rồi, lọc gió đã được vệ sinh, nói chung là tất cả nước mát cũng đã được châm đẹp, tất cả mọi thứ rồi. Và hiện tại là đang rất là sẵn sử dụng cho anh em, cho các anh đẹp trai đến rước em nó về. Và cái số km hiện tại của em nó thì cũng chỉ rơi vào khoảng độ 2 vạn mấy thôi. Đấy, 2 vạn 2. Đây, đồng hồ, 2 chìa khóa zin là còn đầy đủ nhé. Chìa khóa zin kèm hít là còn đầy đủ. Tất cả các tính năng trên cái đồng hồ này là hoạt động hoàn hảo, hoạt động đầy đủ, không thiếu một cái tính năng nào cả. Và như các anh em thấy này, tất cả các phần của nó, các cái chi tiết của nó dù nhỏ nhất còn rất là đẹp. Cái nước sơn cho đến nước sơn của đời trước ý nghĩa là còn rất là mới và bóng bẩy, rõ chữ rõ nghĩa, chứ không ấy, không có một tí nào gọi là han gì ở trong tay lái cả. Đây, các bạn nhìn dầu phanh rất là mới sáng. Đây, các bạn có thể nhìn trước tay phanh zin có cái chế độ chỉnh. Đấy, phần bên này tay côn cũng zin và có chế độ chỉnh ở đây. Hai cái gương zin theo xe, mà gương zin của con Revo này, con Modo này là nó rất là hiếm đấy nhá. Nhiều con là nó mất cái gương zin này rồi, nhưng riêng con này còn đầy đủ. Pha đèn còn đẹp cực kỳ luôn này. Đấy, pha đèn là rất là đẹp. Về cái phần xi nhan là tất cả xi nhan đều zin nhá, không có lai tạp bất kể một tí nào cả. Nước sơn là đẹp bóng bẩy luôn và đang dán ni lông. Đẹp cực kỳ luôn nhá các bạn nhá. Xe đẹp, nước sơn đẹp cực kỳ luôn và đang dán ni lông luôn. Đây, như các bạn đã nhìn ấy, thì là cái phần bình xăng là còn nguyên tất cả cái tem mác của nhà sản xuất. Rồi. Tất cả những cái phần chi tiết này, dán bình xăng như thế là còn đầy đủ. Phần dưới này, chản ba, chản biếc, đẹp. Mình đã vệ sinh rất là sạch sẽ, mọi chi tiết nó hoàn hảo luôn. Về là chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm bất kể một cái phần gì nữa cả. Con này thì nó có thêm hai cái cốp, một cốp bên tay phải. Đây, cốp tay phải thì là để đựng ví tiền hoặc là những cái áo mưa giấy nhỏ nhỏ đường này. Đấy, cái này thì là không có khóa, còn nếu mà các bạn để phần cần khóa thì các bạn để bên này. Đấy, bên này nhá. Đây, về phần phía dưới, đây là cái cách nước của nó, gác đầu cũng đứng trước này, thụt thò êm ái, không tí xì dầu xì nhớt nào cả, thụt thò êm ái. Đĩa phanh còn rất là đẹp nhá, không gờ nhá. Các bạn sờ vào nhá, cam kết các bạn không biết gờ nào luôn. Cùng phanh rất là đẹp. Vành bánh đẹp nhá, vành bánh đẹp, không có lỗi gì cả, không nứt, không bị sập gầm, sập xuống bị bẹp méo gì hết. Đĩa phanh đây, cùng phanh đây. Và các bạn nhìn nhá, xe cũng được chủ xe chăm rất là kỹ, cho nên là cái ống bô, cái cổ bô nó còn rất là sáng. Riêng cái phần này thì mình chưa đánh bởi vì là nó dính của cái cháy của cái ni lông nó cháy vào đây. Đấy, ni lông rác thải nó cháy vào đây thì mình chưa đánh thôi, chứ còn đánh đi là nó sẽ sạch nhá. Rất là đẹp.
bốn xi lanh thẳng hàng và ra đường xả của bốn ống xả rất là đẹp, hoành tráng. Đấy, lọc dầu KN nhá, lọc dầu KN mới tính con luôn. Phần máy này cam kết với các bạn zin 100%. Đây, ốc đầu máy đây. Đồng tiền rất là đẹp nhá, đồng tiền cực đẹp luôn. Ốc đầu máy, tất cả các ốc đầu máy đều zin này. Phần máy là da máy zin. Mình không có túp giọng gì vào những chỗ này. Nó theo năm tháng thì nó có mốc thách thì là mình để nguyên nó mới đẹp, chứ mình không có túp giọng nhá. Không túp giọng. Đây. Ốc của côn này. Tất cả phần ốc mượn côn rất là đẹp nhá. Nói chung con xe nó hoàn hảo luôn. Nhìn là bắt mắt, nhìn là yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên luôn. Những con ốc, tất cả các con ốc zin tất luôn. Tất cả các con ốc đều zin, tem zin này. Các bạn nhìn tem zin này, nổi bật lên trên cái cánh zin Honda rất là đẹp. Đây, Super màu đỏ. CV400 Super màu đỏ. Khung thân này. Kính cong nhá, các bạn cùng nhìn khung thân là kính cong, những dầu máy mới thay đây nhá, Motul 300V nhá. Dầu máy Motul 300V này, mới thay này. Màu xanh lét này. Cần phanh để chân này. Chưa bao giờ biết đổ xuống đất chứ đừng có nói là đâm va đổ ngã nhá. Thụt sau thì như anh em biết ấy, thụt SOA nhá, là một cái thụt. Thụt SOA là có tiếng tăm trên thị trường rồi, có bình dầu nhá. Và có thể căn chỉnh và có thể tăng giảm thêm một chút được. Rất là êm ái, hoạt động chỉn chu và êm ái. Lườn xe đẹp. Đây, các bạn nhìn nhá. Nước sơn zin nhá. Nước sơn zin, tay sách cũng zin luôn. Con ốc của nó còn rất là đẹp nhá. Ống mô cũng zin luôn. Ống mô zin hơi móp một chút ở đây, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đấy, cũng vết móp một chút thôi nhá, không đáng kể. Một chút thôi. Càng xe thì rất là đẹp, không có vết nào cả. Vệ sinh sạch sẽ, đẹp đẽ. Các con ốc đều được giữ đẹp, rất mới. Đĩa phanh của con này thì khủng khiếp, không có một tí gờ nào luôn. Đĩa phanh quá đẹp, không một tí gờ nào. Lốp thì mình đây nhá, như mình nói nhá, lốp mới thay mới nhá, cầu ngang cầu dọc đầy đủ, chưa đi cây số nào. Đấy, cầu ngang cầu dọc đầy đủ, rất là đẹp. Đó, rất cẩn thận chỉn chu khi mà vào cho xe nhá. Đó, phía dưới vệ sinh sạch sẽ tất. Đây là cái đuôi zin của nó. Đuôi zin nhá, tất cả xi nhan cũng zin luôn. Và các bạn có thể nhìn này, đây là cái form biên. Form biên của nó thì nó tròn và rất là đẹp. Bởi vì nó ít sử dụng cho nên là cái form biên nó còn rất là sáng, sáng sủa, không nhầu nhĩ, không bẻ. Da yên không xước một chỗ nào cả. Lườn bên tay trái các bạn cũng nhìn luôn. Tất cả đều zin. Zin, nhông xích zin. Đây, các bạn nhông xích qua đây đi zin nhá. Rất là đẹp. Quả thụt thì tuyệt vời luôn rồi. Càng xe thì CV400 như các bạn nhìn thấy quả càng của nó, càng gấp nhôm quá đẹp. Vừa nhẹ vừa đẹp, vừa khỏe khoắn, nhìn rất là sướng mắt. Đây, tem tiếp các thứ là chuẩn chỉ nhá. Khung thân đẹp tuyệt vời luôn. Càng để chân sau này, để chân trước. Đây, những cái phần như là cái đũa của tần số nó còn rất là bóng và sáng nhá. Tất cả các phần chi tiết của xe, những chi tiết như tiểu tiết thì nó còn rất là đẹp. Đây, như các bạn nhìn cái càng số này, tiểu tiết rất là đẹp nhá. Đây, các con ốc của cái phần bơm nước, chưa bao giờ chỉnh sửa, chưa qua chỉnh sửa nhá. Đây, anh em nhìn nhá, chưa qua chỉnh sửa. Đây, xước sát ở chỗ này, chạm cái nọ chạm cái kia, xước sát ở chỗ này, không phải đổ ngã nhá. Mình không mông tút giọng tút gì vào trong đấy hết, để đấy cho nó đẹp chuẩn chỉ luôn, cho nó zin luôn, nhìn cho nó dễ. Bên này các bạn nhìn dễ, hai cái ốc đầu máy zin nhá, rất dễ nhìn. Đó, rất là dễ nhìn này. Đó, rất dễ nhìn, đồng tiền đẹp này, ốc này cũng zin luôn này, cho các bạn nhìn ốc người gió này, cánh chim Honda này. Nói chung là con xe nó rất là hoàn hảo. Mình thì mê CB400 từ những cái năm mà 2001-2002 mình đã chơi CB400 rồi. Và đến bây giờ suốt một chiều dài hơn 20 năm mình chơi không biết qua biết bao nhiêu chiếc CB400 và cả những chiếc xe khác nữa. Nhưng mà mình vẫn luôn giữ cho mình một chiếc CB400, luôn luôn là như vậy. Mình còn một chiếc CB100 đời 2018 đèn led và mình sẽ giữ nó lại, giữ bán nó. Đấy.
đấy là cái sở thích của mình. Đấy, vậy thì chiếc CB100 Super Bulldog này đăng ký 2013, xe thanh lý hải quan sang tên toàn quốc này, đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán là 238,5 triệu nhá. Mức giá bán của chiếc CB400 Bulldog này là 238,5 triệu, chưa bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển. Anh em lưu ý giúp mình phần đó nhé. Các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dư Lộ, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp cái sản phẩm này. Cũng như có thể alo trực tiếp cho mình vào cái số điện thoại 0905 958889 để mình có thể tư vấn cụ thể hơn cho anh em một chiếc xe nhé. Mình xin cảm ơn các anh em đã và đang follow kênh của mình, và mình xin dừng video. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo ạ. Mình xin cảm ơn ạ.